đây là nạp bật A3 52 502. AP502. Bây giờ cái này là nạp bật rất là dễ, không có gì. Đầu tiên thì tháo ốc mà tháo ốc này ra. Mình hướng dẫn nhanh nha. Rồi rút hai cái này ra. Giữ cái tay, giữ cái chỗ này cho nó khỏi bị rút. Ta lấy cái kềm cái này, kềm này, kềm tìm cách. Ta gỡ hai cái chốt ra để cho tách ra hai phần. Và cái này bên này cũng vậy. Đó, ra rồi. Bắt đầu ta tiến hành tách. Rồi, ra nó hai bên. Bên này là rung, trục sạc và gạt lớn. Rồi dưới đây là chứa bực thải. Ta rút cái tiếp tới thì ta phải đổ bực thải ra hết. Thì ở đây là mình đã làm rồi, mình chỉ cần giới thiệu lại thôi. Rút hai cái chốt này ra. Rút một cái này ra. Nó nhẹ thôi. Xong, rút rung ra. Để lại. Xong rút cái trục sạc ra. Để đổ bực thải nếu như nó nhiều, nhưng mà cái này là mình đã làm rồi cho nên là nó đã sạch. Lấy tay cửa cái này lên, kéo cái này ra, bực thải nằm trong này, lấy cái bao ni lông này đổ vào rồi trả nó vô, đắp lại, hướng dẫn nhanh nha. Cái này là cục 1 nha. Ở cục mục đinh thì nó có cái nó để nguyên siêu luôn. Mình phải lấy khoan hoặc là lấy gì đó mình đục, mình làm cho nó bay hai cái chốt ra. Rồi bây giờ mình tiến hành thả cái này vô. Rồi mình cứ làm thứ tự từng bên cho nó khỏi bị lộ nha. Rồi thả cái này vô, bỏ vô. Cái này vô, cái chốt này vô. Rồi xong ok. Đây là một má. Ở đây nó có dơ thì không sao. Để chút xíu là khi máy nó chạy nó sẽ gạt sạch cái rung. Đây là cái rung. Đây là trục sạc và đây là gạt lớn. Đây là hộp chứa bực thải. Ở đây là với lại các cái hộp bực pin á thì ta phải cần khoan hai cái lỗ này và ta bằng bằng ốc sau. Ở đây là cái hộp bực đã mua lại rồi. Cho nên là người ta đã làm sẵn. Mình chỉ gỡ hai bên này thôi. Thì mình đủ gỡ ra rồi. Từ ra có hai cách nạp. Một cách thì đổ bực lên đây rồi lăn cho nó xuống. Cách thứ nhất là cách này. Cách thứ hai là mình để đây mình lăn xuống, nó cũng xuống nữa. Cái này mình mở ốc ra rồi thì mình chỉ gỡ ra thôi là bắt đầu mình đây. Kéo này xuống, các bạn nhớ kéo cái này xuống. Đó, mở nắp lên. Ok, thứ tự coi chừng nó lộn nha. Rồi, dỡ luôn cả con này ra. Cái này là cái lò xo của nó, chút xíu là nhớ nó cho nó ok nha. Ta dỡ cái này lên. Nhưng mà dỡ lên như vậy là mực còn sót lại nó nằm ở trong đây là tụ rất là nhiều. Ta đè cái này xuống để cho nó gạt bớt. Rồi. Có thể dỡ nó lên. Kéo nó ra. Kéo từ từ ra. Rồi, ok. Như vậy từ từ lúc nào nó cũng mang theo một mớ mực còn sót lại nằm trong này. Vô khi ta nạp xong xuôi cho ta thả vô lại. Cái này là dùng cho mực về 2A nha, premium. Đây mình sạc mực là mực tốt. Mực rất là tốt. Mực này dùng cho 5 lần 2 đồ đầy đủ hết. Đây, 5 lần 2 có đầy đủ. Và hộp mực này là nó chứa mực nhiều lắm. Ta lắp đều ha. Cái này mình lắp 7 rồi. Nhớ là phải lắp đều, lắp nhiều để cho mực nó tơi.
và ta đổ trực tiếp vào trong này luôn. Tương tự một cái lỗ nó to lắm, ta đổ vào đây. Ôi, gió nó bay. Sau khi làm mực đây, cái này nó nhiều lắm, hơn 2 hũ mực lửng. Làm sao cho nó ăn vô cái cốt này, nếu không là nó sẽ trực tiếp. Có cái lồng đèn này ra, cái này chứ còn không là nó sẽ chạy lên rất là nặng. Ở đây nó vừa tiếp kia quay. Nhớ ở bên mỏng là cho nó qua bên này, bên này nó có hai bên, bên dày bên mỏng. Mỏng là cho vô trong cái nó bị tuột rồi. Làm sao cho nó cái này nó vào trong cái cốt này, trong này nó có cốt vào xong rồi bắt đầu ta để cái lò xo vào, ta có thiệt mạnh cho nó dính trong này xong vào cái. Ở đây nó có một cái mình cho cái đòn này cho nó phù hợp với lại là cái ke này. Lọc vô cái khoe này nha. Thấy chưa? Lọc.